Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với bản tin văn hóa Việt ngày 8 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ phim Chiến thắng Điện Biên Phủ, huyền thoại 5-6 ngày đêm, ứng dụng công nghệ 3D và AI. Chương trình nghệ thuật Phi Hề Bất Thành Trèo giúp lan tỏa tình yêu nghệ thuật trèo tới thế hệ trẻ. Tỉnh Hà Giang tổ chức lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024, sự kiện thu hút hàng ngàn du khách tham gia, trải nghiệm. Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xem xét xử lý vụ Đàm Vĩnh Hưng cài huy hiệu lạ khi biểu diễn. Trao đổi với báo chí, ông Lê Thanh Liêm, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa đã nắm được thông tin về ý kiến trái chiều của khán giả liên quan đến trang phục biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng tại live show Ngày Em Thắp Sao Trời diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý vụ việc. Tại chương trình ngày 5 tháng 5, ca sĩ diện trang phục của nhà thiết kế Tuấn Trần. Đáng chú ý, nam ca sĩ cài thêm một số huy hiệu lạ trên thân áo. Sau đó, trên mạng xã hội, nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu này, cho rằng nhạy cảm không phù hợp. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cho biết các huy hiệu được cài trên áo chỉ là phụ kiện bình thường, mang tính chất trang trí, giúp trang phục thêm phần bắt mắt khán giả. Tối ngày 7 tháng 5, các sinh viên của Khoa Du lịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề Phi Hề Bất Thành Trèo tại Nhà hát Trèo Việt Nam cùng sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thủy, nghệ sĩ trẻ tài năng Xuân Trường. Chương trình được đồng hành bởi Trung tâm Văn hóa Di sản Phi vật thể VIX. Trèo truyền thống vốn có 5 mô hình nhân vật tiêu biểu. Một trong số đó là nhân vật hề trèo. Đây là nhân vật mang những nét đặc trưng của làng quê, cử chỉ chân chất, hề hước, mang lại cho khán giả tiếng cười cùng những bài học thâm thúy sâu sắc của cha ông. Để khán giả hiểu hơn về nhân vật này, cùng những kiến thức và trải nghiệm mới về trèo, các nghệ sĩ đã mang đến vở diễn kinh điển Xã trưởng Mẹ Đốp, được trích từ vở chèo Quan Âm Thị Kính, với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thủy và nghệ sĩ trẻ tài năng Xuân Trường. Khi mà được đến đây tham dự chương trình thì mình cảm thấy trước hết là rất là háo hức, vui mừng. Khi được xem những cái tiết mục chèo ở đây thì mình chưa từng được xem một tiết mục chèo nào cả. Hôm nay là lần đầu tiên mình được xem và rất là hâm mộ những cô chú diễn viên ở đây. Cũng qua chương trình, khán giả được lắng nghe và tìm hiểu rõ hơn qua những chia sẻ của nhà nghiên cứu, những nghệ sĩ và quan điểm của người trẻ về nghệ thuật chèo qua buổi talk show thú vị với sự tham gia của các khách mời như nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, quyền giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, nghệ sĩ Văn Phương, Nhà hát chèo Việt Nam, chị Đinh Thảo, sáng lập viên dự án chèo 48 giờ, Tôi trèo về quê hương. Talk show đã mang đến những cái nhìn sâu sắc và thú vị về nghệ thuật chèo, về quá trình làm nghề và sự lan tỏa nghệ thuật truyền thống đến thế hệ trẻ. Xuất phát từ việc mà chúng em học môn học, thực hành lập dự án sự kiện của tiến sĩ Trịnh Lê Anh, chúng em được truyền cảm hứng từ thầy. Cái dự án Phi Hề Bất Thành Trèo này không chỉ nhằm mang những giá trị văn hóa truyền thống tích cực đến công chúng, mà còn là những lớp trẻ hiện nay. Ngoài ra thì cũng khuyến khích là các sự kiện văn hóa dựa trên những sự kiện sáng tạo dựa trên những cái chất liệu văn hóa truyền thống đã được lan truyền từ bao đời nay ạ. Nghệ thuật chèo nó tồn tại hàng nghìn năm. Theo sử gia Ngô Sĩ Liên nói thì nó có manh nha ra đời thời Đinh. Nhưng theo tôi nghĩ là những trò diễn sướng dân gian nó có trước đấy nhiều thế kỷ, thậm chí hàng nhiều nghìn năm. Đấy thì có thể nói rằng đến ngày hôm nay nó vẫn sừng sững tồn tại ở trong lòng các bạn trẻ, những người yêu chèo của Việt Nam, thậm chí là quốc tế. Họ rất yêu những tích diễn truyền thống, tôi đã biểu diễn rất nhiều nước trên thế giới. Và tôi cảm giác rằng đến ngày hôm nay tôi rất tự hào và tôi rất mừng rằng mình đã chọn con đường nghiên cứu chèo và là đạo diễn chèo và là nhà quản lý của Nhà hát chèo Việt Nam. Sự kiện đã tái hiện thành công một không gian văn hóa chèo đặc sắc, nơi có sự giao thoa nhịp nhàng giữa quá khứ và thực tại, giữa truyền thống và hơi thở thời đại mới, thông qua những màn trình diễn đặc sắc, đầy cảm xúc và cách truyền tải dễ tiếp cận với lớp trẻ hơn. Thông qua Phi Hề Bất Thành Trèo, ban tổ chức hy vọng đưa đến nét đẹp của văn hóa nghệ thuật chèo cổ, và hơn hết
là cách tiếp cận mới với chèo, từ đó xây dựng tình yêu nghệ thuật chèo và nghệ thuật truyền thống với các bạn trẻ. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lần đầu tiên một bộ phim phục dựng về chiến thắng Điện Biên Phủ, huyền thoại 5-6 ngày đêm có sử dụng công nghệ 3D và AI đã được thực hiện. Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với công ty công nghệ 3D Art thực hiện và đang trong quá trình hoàn thiện. Tái hiện lại những con người kiệt xuất đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm chấn động địa cầu khi được giới thiệu trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và chạm được tới giới trẻ. Sau khi xem một đoạn ngắn hé lộ của bộ phim thì em cảm thấy là bộ phim đã tái hiện rất là chân thực hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả hai người như là đang chỉ huy thực sự một cái trận chiến hiện tại vậy. Quay thật kết hợp với xử lý kỹ xảo điện ảnh và công nghệ tiên tiến nhất, bộ phim có hơn 250 cảnh với hàng trăm bối cảnh khác nhau. Khai thác một đề tài cũ nhưng với góc tiếp cận hoàn toàn mới, đơn vị thực hiện đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên và nhiều cựu chiến binh tham gia chiến dịch năm xưa để đưa ra những dữ liệu lịch sử chân thực nhất. Cái trở ngại duy nhất của chúng tôi là chúng tôi cái thời gian thực hiện nó khá là gấp và cái khối lượng về các cái dữ liệu lịch sử thì rất là lớn, từ về mặt quân sự, trong quân sự và từ vũ khí đến trang phục. Sau khi nghiệm thu, tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học, bộ phim Chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm sẽ được trình chiếu và phục vụ công tác tuyên truyền tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chợ tình Xuân Dương là lễ hội đặc sắc của đồng bào xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, diễn ra vào ngày 25 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội có lịch sử lâu đời cùng với nhiều nét sinh hoạt văn hóa văn nghệ độc đáo riêng có. Đặc biệt, chợ tình là dịp để những đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau, hoặc những người bạn cũ có dịp gặp lại, hò hẹn bên cầu hát ly đằm thắm, tha thiết, mượt mà. Chợ tình Xuân Dương bắt nguồn từ sự tích đôi vợ chồng yêu thương nhau nhưng phải chia cắt, không được sống cùng nhau. Sau này, người vợ có dịp trở lại quê, vợ chồng cũ gặp nhau, mừng mừng tủi tủi nhưng cũng chỉ biết ôm nhau khóc, chứ không thể hàn gắn lại tình xưa vì mỗi người đều đã yên bề gia thất. Cảm động trước tình cảm của những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nên người dân trong thôn bản đồng ý để hai vợ chồng cũ có một ngày ôn lại chuyện xưa và chọn thửa ruộng dài, tiếng Tày, Nùng, gọi là Nà Lì hay Na Rì của vợ chồng nhà nọ làm nơi tụ tập. Đó là ngày 25 tháng 3 âm lịch. Từ đó đến nay, chợ tình Xuân Dương từ chỗ để những người yêu cũ gặp nhau và cũng đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của những người quen, người anh em họ hàng, người bạn cũ từng hẹn nhau trong những ngày hội năm trước. Du khách thập phương đến lễ hội được thưởng thức các điệu then, sli, lượn, đàn tính trữ tình ngọt ngào. Cũng dịp này, lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai, nét văn hóa đặc sắc độc đáo của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đã được tỉnh Hà Giang tổ chức. Với chủ đề ấn tượng Khâu Vai, lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024 thu hút hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương tham gia trải nghiệm. Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang là phiên chợ tồn tại trên 100 năm, là huyền thoại về chuyện tình của nàng Út người dân tộc Giấy và chàng Ba người dân tộc Nùng. Đây là phiên chợ đặc biệt bởi mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Ngoài người dân tham gia lễ hội, có du khách đã nhiều lần đến với Khâu Vai, nhưng mỗi lần đến là một cảm xúc khác nhau. Và họ sẽ tiếp tục đến với lễ hội này trong những năm tiếp theo để trải nghiệm cũng như tận hưởng không khí trong lành, phong cảnh hữu tình nơi đây. Công nhận mình vừa xuống một lần, nhìn rất là hay. Gặp bạn bè với các bạn, các cô chú, xem hoàn cảnh này cũng rất là tốt. Không khí trên này rất là trong lành. Mà cái vùng Tây Bắc của mình rất là hay, vì bác cũng đã lên đây cái Khâu Vai này, chợ Phong Lưu Khâu Vai này rất là có cái ý nghĩa của nó. Nếu có dịp nữa các bác vẫn cứ lên đây. Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024 diễn ra nhiều hoạt động phong phú đa dạng như lễ dâng hương, miếu ông, miếu bà, múa trống của dân tộc Giấy, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngoài ra khi đến với lễ hội, du khách còn được tham quan trải nghiệm khám phá thung lũng hoa tam giác mạch,
hoa sao nhái, hoa cúc, cầu tình yêu tại Mê Cung Đá, trải nghiệm khám phá chinh phục tuyến đi bộ vách đá trắng Mã Pì Lèng, làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin văn hóa Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.